Vâng, chào quý anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục em Trung lại lên sóng và cập nhật cho quý anh chị vài cái mẫu xe trên cửa hàng. Nhưng đặc biệt tới ngày hôm nay thì phải nói là siêu hot cho quý anh chị Toyota Fortuner 2018. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị, chỉ 400 triệu thôi. Đó, quý anh chị đã thấy và tất cả cái thì anh chị sẽ coi hết cái video. Coi hết cái video nhá. Rồi anh chị xuống tiền và... Thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì cứ, nếu mà anh chị quan tâm cái mẫu xe Fortuner này thì anh chị lên thẳng trực tiếp trải nghiệm và coi thực tế, chứ mất công đỡ làm mất thời gian của quý anh chị. Nhiều khi quý anh chị ở xa mà. Thì bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay thì em Trung cập nhật mẫu xe trên cửa hàng cho quý anh chị. Thì nhưng mà đó cũng còn vài cái mẫu xe trên cửa hàng đó, quý anh chị đã thấy tất cả cái 5 chỗ 7 chỗ rồi. Kính thưa các thể loại cho quý anh chị bán tải, nói chung là cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì mấy ngày hôm nay thì phải nói là xe về cũng rất là nhiều nha quý anh chị nhá. Nhưng đặc biệt tới ngày hôm nay thì em Trung quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Fortuner 2018 mà giá chỉ có 400 triệu thôi. Đó, quý anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình cho em Trung. Đó thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị đó. Nói chung là thì anh chị những cái xe này thì em Trung đã có những cái video chi tiết rồi. Thì anh chị cần những cái xe tập chạy tập lái thì đằng trong này thì 70 triệu thôi. Đó là quý anh chị đã sở hữu được một mẫu xe tập chạy tập lái rồi quý anh chị. Đây, Camry này như Dagolanos rồi Kia CD5. Đó là như Ford Everest đây thì cũng chỉ có gọi là 170 triệu thôi. Đó quý anh chị, tất cả cái thì những cái xe đằng trên cửa hàng của em Trung thì đã có những cái video chi tiết rồi nha quý anh chị. Thì anh chị cũng quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình. Đó cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì quan trọng ngày hôm nay thì em Trung quay em Fortuner cho quý anh chị thôi. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị, chỉ với 400 triệu mà 2018 thì quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra một cái mẫu xe Toyota Fortuner đúng không? Đó thì trên cửa hàng cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo nhá. Thì nói chung em Trung cũng muốn nhập thêm ít xe về để phục vụ cho quý anh chị. Đó quý anh chị đâu, ban ngày thôi nhưng mà phải nói là chiều tối rồi. Đó, xe về thì em Trung cũng tranh thủ lên cập nhật cho quý anh chị. Đó, mẫu xe Toyota Fortuner đời 2018 mà giá quý anh chị thấy không? Cực kỳ là yêu thương chưa? Màu đen nha quý anh chị. Đó, anh chị hợp phong thủy màu đen thì alo cho em Trung. Đó, cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì xem lại hết cái video dùm cho em Trung nha. Đây, tiếp tục đây nữa thì em Trung giới thiệu cho quý anh chị mẫu xe Toyota dây súp. Xe này thì 2005, nói chung là phải nói là đẹp xuất sắc quý anh chị. 2005 đẹp xuất sắc luôn nha quý anh chị nha. Đây thì tất cả cái thì quý anh chị đã thấy trong em nó phải nói là như một cái vũ trường. Đó, phải nói là rất là đẹp. Nể zin còn phải nói là săn rờ luôn quý anh chị. Thì xe này em Trung đã có những cái video chi tiết rồi. Xe này thì em Trung đang đi và tất cả cái thì phải nói là screen còn khá nhiều nha quý anh chị nha. Máy móc thì nguyên bản. Đó, gầm bệ của em nó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Biển số 49, đó ngay chủ ý quyền. Đó, tất cả cái thì quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, 245 triệu nhá. Đây thì câu chuyện trở lại với lại cái mẫu xe Fortuner đời 2018 giá chỉ với 400 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi. Đây, tất cả cái thì form mới, mẫu mới rồi. Nói chung là được cái là máy dầu rất là yêu thương luôn quý anh chị nha. Đó, nói chung là quý anh chị nhìn thấy cái nước sơn của em nó phải nói là rất là đẹp. Thì vỏ lốp của em nó thì đây quý anh chị này, mâm vỏ của em nó cũng còn khá là dày. Nói chung là như một con xe mới luôn. Đó, nhưng mà bởi vậy tại sao nó có giá rẻ thì anh chị quan tâm hết những cái video. Đó, tất cả cái thì xe này em nó có chạy dịch vụ nha quý anh chị. Có chạy dịch vụ nhưng mà ban ngày ấy thì anh chị nhìn thì nó khác hoàn toàn với lại cái đằng trong hình. Đây, tiếp tục thì em Trung sẽ mở luôn cái phần nội thất cho quý anh chị luôn. Đó, nội thất của em nó thì quý anh chị nha, đằng trong này nó hơi tối nhưng mà đây anh chị nhìn cái hàng ghế da của em nó đã bị nứt và tất cả cái đây. Tại vì cái ô đô này của em nó thì nó chạy cái xe này nó chạy khá là nhiều rồi quý anh chị. Đó, tất cả cái thì rất dịch vụ mà quý anh chị. Nhưng đặc biệt thêm nữa là em nó lỗi nha quý anh chị nha. Keo chỉ thì tất cả cái thì có những cái sao thì em Trung chia sẻ hết cho quý anh chị. Đây, và những cái gì đó thì em Trung cũng chia sẻ hết luôn cho quý anh chị tại vì buổi chiều tối mà. Đó, thì quý anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung. Nói chung là được cái là nó đời cao nhưng quý anh chị mua cái xe này về chạy dịch vụ kinh doanh thì rất là ok. Nó có bị lỗi đây quý anh chị, buổi tối đây quý anh chị nha. Nói chung là lỗi cái mông của tất cả cái đây thì buổi tối quý anh chị nhìn đây này, từ những cái viền này đó người ta làm nói chung là không được đẹp sắc nét cho lắm nhưng mà ban ngày quý anh chị nhìn thì nó rất là xấu nhá, nhìn thì nó rất là xấu. Và cái đằng trong này của em nó thì cái túi khí thì đã thay hết nguyên cái dàn túi khí rồi nhá quý anh chị, thay hết nguyên dàn túi khí rồi. Đây, nội thất thì nói chung là cái hàng ghế này thì nó là cái hàng ghế da zin nhưng mà chạy nó sờn nó rát. Và nó đặc biệt thêm nữa là quý anh chị nhìn ban ngày thì nó phải nến lên. Bởi vậy thì tại sao quý anh chị lên phải
nhìn thực tế em nó ban ngày luôn. Nhưng quý anh chị tiếp tục em Trung sẽ dở luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn, tại vì cái xe này em Trung không cần phải quay nhiều nữa, tại vì nó rẻ quá mà, đời 2018 mà giá chỉ có 400 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra một cái mẫu xe đúng không? Đó, thì tiền nào được của đó. Tất cả mọi cái thì vỏ lốp đấy quý anh chị, đâu đóng cái cửa nó cứ lật cặt. Đây tiếp tục cái phần cabo của em nó thì em Trung cũng sẽ quay luôn về cái phần cho quý anh chị. Đó, về đặc biệt thêm nữa là anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo nhá. Đây thì những cái bù loang con tán này quý anh chị đã nhìn thấy và em nó đã ra hết rồi. Này. Cái xương giằng này thì em nó là thay mới nhá quý anh chị nhá. Xương giằng này thì thay mới này. Đây tất cả một cái. Keo chỉ đây thì cái cabo này thì quý anh chị đã thấy và tất cả một cái thì nói chung là đại loại thì nói chung là cái dàn đầu này thì em nó đã làm lại hết nguyên cái dàn đầu rồi. Và tiếp tục đây thì cái phần đằng sau em nó thì em Trung sẽ quay đây quý anh chị để nhìn từng những cái mép, tại vì buổi tối mà tranh thủ mà đấy, nó bị hết rồi đó, nên bởi vậy nó mới có giá rẻ như vậy chứ quý anh chị. Đó thì tiếp tục đây thì em Trung sẽ dở luôn cái phần cốp sau của em nó. Đây quý anh chị tìm từng những cái bù loang ngốc vít, bởi vậy tại sao mà nó có cái giá trị nó rẻ, nên anh chị xem hết video. Đây tất cả cái thì từ những cái con ốc này người ta đã ra hết rồi nhá. Đấy, nên là có sao thì em Trung chia sẻ hết vào tất cả cái cốp này của em nó này quý anh chị này thao. Và nó cái cốp này thì người ta cũng thay lại hết và tất cả nó bị mất luôn cái phần này. Đây là anh chị quan tâm cái mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình giùm cho em Trung. Số điện thoại của em Trung để trên phần tiêu đề và mô tả. Thầm phải nói là cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo nhé. Đó thì thôi, cuối cái video thì em Trung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.